Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em test và giới thiệu đến quý vị một con táp Octo RD 5003 quý vị. Thì đây là những dòng Octo thì rất nổi tiếng rồi. Đây những dòng cổ tiếng rất hay, rất mộc quý vị. Và con này thì nó có cái mặt phay nhôm và hai cái đồng hồ vuông to rất là đẹp luôn nha quý vị. Đó, cái nấm nút quý vị thấy con này rất là đẹp, rất là dễ nhìn. Đó, xây nó dày to bự ha, rất đẹp. Em giả nó thất cho quý vị xem luôn rồi. Con này thì ruột gan nội thất bên trong là nó 7 màu hết quý vị, nói chung là đẹp xuất sắc. Thì con này có mức giá rất tốt quý vị. Mấy con này thì em để trong kho cũng năm ngoài 2 năm gì rồi, bây giờ em lôi ra em sẽ thanh lý cho quý vị và các bạn. Thì quý vị nào hợp duyên thì chúng ta giao lưu nha quý vị. Thì ở đây thì em sẽ test tất cả các chức năng đó, nói chung là gửi đến quý vị các bạn thì nó giống tình trạng như trong clip ha. Đó, còn nếu mà lỡ nó có lỗi gì thì em cũng báo cho quý vị luôn. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc nha quý vị. Thì đầu tiên thì em sẽ quay cho quý vị xem nè. Sắc xây là 7 màu nha quý vị. Ruột gan nội thất bên trong là nói chung là con này rất là đẹp ha. Đó, quý vị thấy nha, rất là mới luôn. Con này quá tuyệt vời quý vị. Thường thì con này quý vị sẽ phải bỏ ra từ 2 triệu 500 để sở hữu con này. Nhưng mà hôm nay em sẽ giao lưu đến quý vị với cái mức giá cực rẻ quý vị. Con này thì em giao lưu đến quý vị giá 1 triệu 7 thôi. Tình trạng là zin đẹp, hoạt động hoàn hảo hết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test nha quý vị. Bây giờ em sẽ cho lay. Xả. Chung là các chức năng là nó ok hết. Bây giờ em sẽ cho lay. Cái băng của em ấy, quý vị, cái băng của em là cái băng 1900 hồi đó. Mấy cái băng này là băng xưa hồi đó luôn nè. Nói chung giờ thì nó cũng hơi cũ rồi quý vị, dân cao 30 mình định ha, băng lưu thu cũng lâu rồi. Cho nên là hát nhiều khi lâu lâu nó nhựa quý vị. Đó, em không có băng mới, em sử dụng mấy cái băng 9900 hồi đó mà. Giờ còn mấy cuốn thôi. Rồi bây giờ cho lay ha. Người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành rồi thì chúng ta chỉ test một đoạn biết nó đang hoạt động hoàn hảo quý vị, và cái zin đẹp, độ zin đẹp hoàn hảo, và em sẽ quay xung quanh cho quý vị xem. Nói chung thì dòng Octo này thì được rất nhiều anh em chơi audio thích quý vị, tại vì nó có cái mức giá rất là vừa phải, nhưng mà cái chất âm đó quý vị nó ngang ngửa với những cái con dòng đắt tiền hơn của những hãng khác, cho nên là anh em rất là thích những dòng này đó. Ô của hãng xanh vô sản xuất nha quý vị. RD 5003 điện carbon. Rồi, mức giá quá tốt để quý vị và các bạn sở hữu, quý vị chỉ có 1 triệu 7 thôi, em bao ship luôn á. Thì quá tuyệt vời, to to đẹp, đồng hồ vuông vẩy quá tuyệt vời. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin cảm ơn.